Này các bạn, đã bao giờ bạn ước mình biết điều gì trước khi bắt đầu trồng trọt chưa? Tôi thì có đấy. Tôi ước mình đã biết đến sức mạnh thần kỳ của Grahitech 2SL trong việc bảo vệ cây trồng. Grahitech 2SL chính là vị cứu tinh cho vườn cây của bạn đấy. Với công thức đặc biệt, sản phẩm này không chỉ tiêu diệt sâu bệnh hiệu quả, mà còn tạo lớp áo giáp bảo vệ cây trồng khỏi các tác nhân gây hại khác. Điều tuyệt vời nhất là gì? Grahitech 2SL rất an toàn cho môi trường và sức khỏe của chúng ta. Chỉ cần sử dụng một lần, bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt. Hãy để Grahitech 2SL trở thành người đồng hành đáng tin cậy của bạn trên con đường chăm sóc cây trồng. Vụ mùa bội thu và những cây trồng khỏe mạnh đang cho bạn. Nhanh tay truy cập Dear Plant để tìm hiểu thêm nhé. Grahitech 2SL, hiểu sạch bệnh, xâm bệnh, giải pháp hoàn hảo cho cây trồng của bạn.